Mình sẽ thử cho các bạn xem bằng Gmail. Lúc mà các bạn chọn vào cái nút chèn file thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn để chúng ta chọn một cái file, hoặc là trong số ứng dụng khác thì thậm chí bạn có thể chọn thư mục được nữa. Những cái file bạn có thể chọn nó có thể nằm ở trên những cái ổ đĩa Google Drive của bạn, có thể chọn theo kiểu hình ảnh, nó sẽ liệt kê hết ra những cái ảnh nào mà bạn đang lưu trong thư viện, trong máy, hoặc là chọn theo video. Bạn cũng có thể chọn những cái tập tin nhạc, ở đây trong máy mình thì không có lưu, hoặc là những tập tin mà bạn đã download, rất là nhiều thứ. Ở dưới này thì cái trình file picker mới còn cho chúng ta chọn những cái ứng dụng bên ngoài. Ví như mình chọn Google Music, mình có thể lấy những cái tập tin từ bên này qua. Đó. Cái thuật thứ hai đó là kích hoạt lại widget ngoài màn hình khóa. Thì để kích hoạt lại cái widget này, các bạn vào setting, vào phần security. Sau đó chọn phần enable widget ở đây. Thì kể từ lúc này, lúc mà các bạn quay trở ra màn hình khóa, thì các bạn có thể nhấn giữ vào cái widget và chỉnh sửa nó. Như đây mình sẽ xóa widget, hoặc là nếu mình trượt qua bên những cái màn hình khác mình có thể thêm widget vào. Vì lý do bảo mật nào đó mà Google họ vô hiệu hóa thì đây là cách mà chúng ta sẽ bật nó lên trong Android 4.4 KitKat. Trên KitKat thì chúng ta có một cách rất là hay để kích hoạt Google Now. Đó chính là ngay ngoài màn hình launcher như thế này, các bạn trượt ngón tay qua, đó là Google Now sẽ xuất hiện ngay cho chúng ta. Muốn quay trở lại thì trượt ngược lại. Trước đây để kích hoạt Google Now thì các bạn sẽ phải dùng một cái phím đặc biệt nào đó của nhà sản xuất chỉ định, hoặc là với các bạn dùng Nexus hoặc là các bạn có dùng phím ảo ở đây thì chúng ta sẽ trượt lên. Bây giờ thì chúng ta có cách trượt ngang như thế này, rất là nhanh. Các bạn lưu ý là nếu các bạn đang không có sử dụng cái launcher mặc định của Nexus 5 thì các bạn hãy đọc trong bài viết bên dưới, mình có đưa một số cái link để các bạn cài cái launcher giống mình vào, thì như vậy Google Now mới có thể kích hoạt được cách ngon lành như thế này. Cũng liên quan tới Google Now, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng tạo nhắc nhở rất là hay. Các bạn để ý là ở dưới cái góc bên đây có cái biểu tượng hình ngón tay thì nhấn vào. Đây là phần reminder đó, các bạn thấy mình ghi chú rất là nhiều ở đây, nó sẽ tạo nhắc nhở cho chúng ta. Nhấn vào nút dấu cộng này để tạo nhắc nhở. Thì cái nhắc nhở trong Google Now này, bạn có thể nhập cái tiêu đề cho nó. Như mình chọn là mua quà cho gấu đi, đó. Lúc mà các bạn thiết lập cái nhắc nhở như thế này, bạn có thể chọn giờ giấc và liệu cái sự kiện này có lặp lại hay không thì nhấn vào đây. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn cho máy tự nhắc nhở bạn bằng cách chọn một cái địa điểm. Giả sử như mình chọn địa điểm là cơ quan của mình, thì khi mà mình vừa tới cơ quan thì cái thông báo này sẽ hiện ra, bạn không có cần phải định giờ sẵn. Rất là tuyệt vời. Ở trong KitKat có một cái trình gọi điện mới rất là hay. Thì trình gọi điện này, cái giao diện của nó được làm mới hoàn toàn so với những bản Android trước đây. Bạn sẽ thấy là nó có ba cái biểu tượng hình favorite rất là rõ ràng. Ở đây mở lên là mặc định cũng vào favorite luôn. Bạn cũng có thể tìm kiếm nhanh ở trên đây những cái số liên lạc nào đó trong danh bạ của bạn. Khi mà các bạn cho hiển thị bàn phím như thế này, trước đây chúng ta chỉ có thể nhập số rồi nhấn gọi thôi. Còn bây giờ thì ngoài việc nhập số, chúng ta còn có thể tìm kiếm đó. Các bạn thấy mình gõ chữ 8, 5 thì nó sẽ dựa theo những cái ký tự này và nó hiển thị ra giống như theo kiểu bàn phím T9. Ở KitKat thì Google họ yêu cầu chúng ta phải thiết lập một cái trình launcher hoặc là một cái trình SMS mặc định. Thì để chỉnh lại hai cái trình đó, các bạn hãy vào setting. Nếu các bạn đã cài thêm một cái launcher bên thứ ba thì ở phần personalization sẽ có nút home. Có một home như thế này, bạn có thể chọn được cái launcher mà bạn muốn. Đó. Ở đây mình chọn sẵn cái này, bạn có thể chuyển qua đây, vân vân. Còn nếu mà muốn chỉnh lại cái ứng dụng SMS mặc định thì các bạn hãy vào More ở phần Wireless and Network ha. Xong rồi ở đây có phần Default SMS App. Các bạn chọn cái ứng dụng, ở đây mình chọn là Hangout. Rồi. Nó là dễ dàng. Có một cái công cụ ẩn rất là hay mà Google họ đưa vào KitKat. Các bạn hãy thử vào Setting, sau đó vào phần Developer Option. Các bạn sẽ thấy một mục tên là Process Task. Thì tính năng của Process Task là nó sẽ cho chúng ta biết cái ứng dụng nào đang sử dụng RAM trên máy của chúng ta, thời gian chạy là bao lâu, tần suất chạy là bao nhiêu. Giả sử như mình chọn vào ứng dụng Facebook thì các bạn sẽ thấy là dung lượng RAM trung bình mà ứng dụng này tiêu thụ là 43MB, dung lượng RAM cực đại mà nó đã từng tiêu thụ là 54MB, thời gian hoạt động nó là 100%, tức là lúc nào nó cũng chạy hết.
Nếu các bạn cảm thấy cái ứng dụng này nó chiếm quá nhiều dung lượng RAM thì các bạn có thể nhấn vào nút Force Stop như thế này và máy nó sẽ đóng cái ứng dụng lại luôn. Nếu các bạn nhấn vào nút menu trên đây thì chúng ta sẽ có phần status, Start Type. Chúng ta có thể chọn cho những cái ứng dụng đang chạy nền, những cái ứng dụng đang chạy foreground, tức là chạy với giao diện hiển thị rõ ràng ra, hoặc là xem dung lượng RAM của những cái ứng dụng cache, tức là dùng sử dụng bộ nhớ đệm. Cuối cùng là thủ thuật liên quan tới ART, một cái bộ nhân giải mã mới. Thì bộ nhân này nó sẽ giúp cho cái ứng dụng về mặt lý thuyết sẽ chạy nhanh hơn, rồi hệ thống sẽ hoạt động ổn định hơn, việc chuyển giữa các giao diện người dùng của app sẽ mượt mà hơn. Nhưng mà ở trên Android 4.4 KitKat thì Google họ tích hợp Android Runtime này chỉ là phiên bản thử nghiệm mà thôi. Nếu các bạn muốn thử xài nó thì các bạn hãy vào phần Setting, sau đó cũng vào lại Developer Option. Ở phần Select Runtime mặc định chúng ta chạy Dalvik, đó là cái máy ảo Dalvik từ trước đến nay. Còn nếu thích thì các bạn hãy chuyển xuống Use ART. Nhưng mà mình cảnh báo trước với các bạn là việc chuyển sang dùng ART có thể khiến hệ thống nó mất ổn định rất là nhiều. Thì nếu các bạn thích thì có thể chọn thử xài, nhưng mà nếu các bạn cần ổn định thì hãy để Dalvik. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn có những cái thủ thuật nào hay muốn đóng góp chung thì hãy nhớ comment vào bài viết bên dưới.